Dạ vâng ạ, em xin gửi lời chào đến tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc nha. Xin gửi lời chào đến tất cả bạn. Dạ hôm nay shop bên em là shop CTHM Việt Nam ạ. Số em trước là tên là Điện Máy Thái Nguyên. Nói chung là các bác một shop nhưng mà làm ra rất nhiều kênh YouTube. Vẫn số điện thoại này 5542 cuối cùng này là vẫn là còn shop bên em mọi người nhé. Thì đây, thì hôm nay em lên một con máy để ủng hộ miền Bắc nha. Các bác Thái Nguyên ơi, em ủng hộ cho các bác luôn này. Đấy, đây là con máy kích cá da trơn, biến áp to đùng nhá mọi người nhá, biến áp to tướng luôn này. Biến áp là quấn dây đồng 100%, đây mọi người xem đấy ạ. Đấy, máy dây đồng nhá, không có quấn dây nhôm mà dây to. Đấy, máy là chạy 26 à 28 con sò than D718, lưng đồng chân bóng hàng tốt nhất có thể hiện nay. Và máy này có băm sung nhé, máy này đánh được tất cả các dòng cá da trơn, vảy mềm, cá chê, cá nheo, cá lăng, cá ngạnh nhé. Đấy thì nó có ba cổng ra đây, cái này là mát này, cái này là hai cực 1, cực 2. Đấy các bác đánh cực đầu cá lên đèo thì các bác để nhá. Đấy máy thì chạy bình 12V, các bác cứ cắm vào bật công tắc đây là máy nó tự chạy đánh cá da trơn. Các bác thả cáp cho em xuống đáy sâu nhé, cá sẽ tự động nổi lên từ dưới nước lên nhé, đấy cho các bác vớt nhé. Đấy thì shop bên em là đợt này là ủng hộ cho các anh em miền Bắc, em ở thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên này, các bác là thành phố Sông Công này. Đấy nên là tất cả các dòng máy bây giờ đó bên em đang ủng hộ cho các anh em là rất là rẻ. Đấy nói chung là nhìn thấy là shop bên em là bán là cực kỳ rẻ cho anh em luôn, để cho các anh em là có cái cơ hội kiếm được con cá anh em đi bán này, hoặc là anh em để ăn để sống nhá, đỡ. Bởi vì ngập lụt như thế thì chắc anh em cũng không đi ra đường để mua thịt được đúng không ạ? Thì anh em mua con máy này về shop bên em, về đánh cá anh em ăn thoải mái luôn nhé. Chỉ cần một cái bình ắc quy và một cái máy này thôi, đảm bảo cho anh em là cá ăn hàng ngày và thường xuyên luôn ạ. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mọi người hãy đăng ký kênh CTHM Việt Nam của bên em nhé.